Alo, chào các bạn đã quay trở lại với Trúc City nha. Wow, hôm nay chúng ta có một đoàn xe trộn bê tông nè, đang chạy trên đường. Các xe đang chạy với tốc độ khá là cao. Sự va chạm nè. Bạn ơi, hôm nay chúng ta thấy một loạt xe chạy trên đường nè và đã gặp vượt chướng ngại vật, dẫn đến là các xe va chạm với nhau và nát tan tành luôn. Khúc cuối thì các xe lại rớt xuống một cái hố rất là to nè. Các bạn thích video này thì hãy đăng ký kênh và chia sẻ giúp mình nha. Còn bây giờ, bye bye!